Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công vào tháng 6 tới sau 12 năm quy hoạch, kỳ vọng tạo đột phá hạ tầng, mở ra không gian phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Được quy hoạch từ năm 2011, vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Đây là tuyến đường mang vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khó khăn về nguồn vốn cùng cơ chế thực hiện, đến nay toàn tuyến mới có hơn 15 km, đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn, một phần đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi qua tỉnh Bình Dương thuộc vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành. Phần đi qua thành phố Hồ Chí Minh hơn 76 km, tổng vốn hơn 75.300 tỷ đồng. Mở ra hy vọng thay đổi diện mạo cho hạ tầng giao thông đang quá tải của Đông Nam Bộ. Đây là dự án có kinh phí lớn nhất trong các công trình giao thông phía Nam đến thời điểm này. Vành đai 3 được chia làm 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện 2 dự án gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng. Tuyến đường có quy mô 6 đến 8 làn xe, giai đoạn 1 sẽ làm trước 4 làn, hai bên xây đường song hành. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện toàn bộ để tránh tăng kinh phí giải phóng mặt bằng. Với chiều rộng 63 đến 120 m, tổng diện tích hơn 642 ha. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án thành phần ở thành phố cho biết, vành đai 3 sẽ kết nối 5 tuyến cao tốc hướng tâm gồm thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Bến Lức Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và thành phố Hồ Chí Minh Chơn Thành, tạo liên kết cho cả vùng. Công trình sẽ giúp giảm ùn tắc cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển. Tuyến đường khi hoàn thành cũng mở ra không gian mới, hình thành các hành lang công nghiệp, kết nối nhiều cụm cảng biển, giảm thời gian đi lại cũng như chi phí logistics. Điều này cũng sẽ tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho khu vực. Để đẩy nhanh tiến độ, dự án được áp dụng cơ chế chỉ định thầu các gói tư vấn, di dời hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong 2 năm đầu. Nhà thầu cũng không phải làm thủ tục cấp phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.